Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Long Hạo Thần được Hạo Nguyệt triệu hồi về một thế giới hắc ám thần bí. Lúc nào Hạo Nguyệt đang trong quá trình tiến hóa, hết sức yếu đuối, hơn nữa nó đang bị các vong linh của thế giới đó đuổi giết. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Một tiếng chấn động cực lớn khiến Long Hạo Thần thần kinh khẩn trương càng căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn dưới núi. Khi hắn nhìn tình hình dưới chân núi, hít một ngụm khí lạnh, hắn thấy xương khô, một đống xương khô đang mau chóng hướng lên trên núi. Mới nãy tiếng chấn động chính là một khô lâu không cẩn thận đẩy khối tảng đá lớn lăn xuống chân núi, không thể đếm hết số lượng khô lâu, gần như là nhìn không đến cuối. Toàn thân màu đen, cao lùn, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều là hình người, bọn chúng mau chóng leo lên, hiển nhiên mục tiêu chính là cái động sau lưng Long Hạo Thần. Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần lui về sau nửa bước, để thân thể lùi vào trong động, như vậy hắn không phải cùng lúc đối phó kẻ địch đến từ nhiều phương hướng trong động. Lúc này thân thể Hạo Nguyệt đang kịch liệt run rẩy, vảy trên thân đã hoàn toàn nứt ra. Lúc trước Long Hạo Thần phóng vòng thánh quang đã không còn tác dụng, nhưng mặc kệ là tiểu quang hay là tiểu hỏa, đều cắn chặt răng không phát ra một tiếng hét. Chúng nó sợ tiếng kêu của mình sẽ ảnh hưởng Long Hạo Thần. Gần cổ cục u đã to cỡ gần cổ tiểu quang, tiểu hỏa, quang mang xanh không ngừng lóe sáng. Toàn thân Hạo Nguyệt tuy rằng đã máu thịt bầy nhầy, nhưng mà từng tầng quang mang tím chậm rãi từ thân thể nó phóng ra. Từ bên ngoài sông tới nguyên tố linh lực tất cả đều dụng mãnh rót vào trong thân thể nó. Cả người nó không ngừng phát ra tiếng xương gãy răng rắc, còn có tiếng ma sát vẩy khiến người đau răng. Nguyên tố linh lực không ổn định ở trong người nó điên cuồng tàn phá, luồng khí thế thậm chí khiến viễn cổ hồng hoang kinh sợ đột nhiên tràn ra. Chân chính chiến đấu Long Hạo Thần mới phát giác, màu đen trên người khô lâu không phải nhan sắc bản thể, mà là một tầng mỏng linh lực hắc ám bao phủ. Gió mang theo hương vị tanh tưởi làm người buồn nôn, không ngừng ùa hướng hắn. Lúc này Long Hạo Thần thầm may mắn chính mình thuộc tính là quang minh, tuy khô lâu đen thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng trong tay hắn quang kiếm và quang diệu thuẫn bài. Tỏa ra hơi thở quang minh lan tới thân thể khô lâu thì, hiển nhiên chúng nó rất sợ hãi, khi Long Hạo Thần đánh trúng bọn nó, lập tức bốc lên khói trắng, quá rõ ràng, thuộc tính quang minh đối với khô lâu có tác dụng khắc chế. Phát động quang trảm kiếm, liên tiếp ba đầu khô lâu bị kiếm của Long Hạo Thần chém đứt, cũng tạm thời ngăn cản khô lâu phía sau. Khi nội linh lực tăng thành linh lực thể lòng, sử dụng kỹ năng gì cũng tăng cao uy lực, tuy Long Hạo Thần có khí thế lấy một địch trăm. Nhưng đại quân khô lâu vô cùng tận, hắn nhìn không tới quang mang hy vọng, nhưng mà trong trận chiến này, Long Hạo Thần dần phát hiện chỗ tốt của thủ hộ kỵ sĩ. Đòn tấn công chừng giới kỵ sĩ năng lực bạo phát hiển nhiên mạnh hơn thủ hộ kỵ sĩ, nhưng nếu nói về lực chiến đấu kéo dài, đương nhiên không bằng thủ hộ kỵ sĩ, nhưng mà tầng không khí màu tím quanh thân hắn ngày càng đậm, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe Hạo Nguyệt nặng nề thở dốc. Phải kiên trì, nhất định phải chống đỡ đến cùng. Long Hạo Thần thầm nhủ, mặc kệ như thế nào đều phải vì Hạo Nguyệt ngăn cản đám khô lâu. Khi linh quang cháo dần biến mất, đột nhiên một tiếng giống thê lương vang lên, nguyên bản đại quân khô lâu không ngừng xông lên bỗng nhiên tạm dừng, tách ra hai bên. Một thân hình từ xa bay đến, nhân loại, không ngờ có nhân loại xuất hiện trong thế giới hắc ám và hỏa, ngươi có biết ngươi đang thủ hộ ai không? Thanh âm già nua tràn ngập cảm giác áp bách, cảm giác kinh sợ đến từ linh hồn khiến Long Hạo Thần trong chốc lát cứng người, lại lần nữa phát động linh quang cháo, hắn nuốt vào một viên hồi linh đan, thân hình từ xa bay đến là một ông già, áo choàng rách nát màu vàng đỏ, khuôn mặt tiểu tụy xám ngắt, không có chút máu. Mái tóc dài nâu nhạt rối bời không sáng bóng, tay phải nắm trượng khô lâu, dưới chân đạp một đoàn mây đen, không nhìn thấy mắt ông, bởi vì trong hốc mắt thiêu đốt hai ngọn lửa xanh âm u, ông ta nói được tiếng người, Long Hạo Thần kinh ngạc đồng thời. Đề cao cảnh giác, ta thủ hộ bạn bè, chính là đồng bạn của ta, ông già hừ lạnh một tiếng, không, ngươi đang thủ hộ là Ma Vương Trọng Sinh, là người chế tạo hắc ám và hòa, bởi vì nó tồn tại mới khiến thế giới này biến thành như vậy, không gian xé rách, dung nham chảy trên mặt đất. Vô số chủng tộc vì nó mà diệt vong, cường đại chủng tộc chạy trốn, không thể trốn thoát đều trở thành vong linh, chỉ có vong linh mới có thể sinh hoạt ở thế giới hắc ám và hòa này, nhân loại, ta không biết nó dùng cách gì đưa ngươi tới đây, hơi thở quang minh trên người ngươi làm ta buồn nôn. Hành vi của ngươi càng khiến ta phẫn nộ, ta cho ngươi một cơ hội, biến trở về thế giới của mình đi. Hôm nay hơi thở của Austin Grip In vừa lúc xuất hiện trong lãnh địa của ta, tuy ta chỉ là một thi vu, nhưng quyết giết chết nó, nếu không, ai biết khi nó hồi phục, lại lần nữa hủy diệt thế giới này như thế nào, Long Hạo Thần nghi hoặc đối diện ông già, hắn không quá hiểu rõ ẩn ý. Trong câu nói của đối phương, nhưng nghe ông ta nói thì Long Hạo Thần rất nguy hiểm, thậm chí là đầu sỏ phá hư thế giới này, Hạo Nguyệt là người em của ta. Là đồng bạn của ta chỉ tin tưởng một mình nó. Long Hạo Thần chậm rãi nói, dựa vào cái gì hắn phải tin tưởng một thi vu dẫn theo đại quân khô lâu, là một quang minh kỵ sĩ, phong linh sinh vật đương nhiên là kẻ địch của hắn,
Thi Vu lạnh giọng nói, nếu vậy ngươi hãy cùng Austin Creed in chết chung đi. Vừa dứt lời, Trượng Khô Lâu chỉ hướng Long Hạo Thần, thoáng chốc thanh âm thê lương bỗng vang lên. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, dường như máu trong thân thể sôi trào vì tiếng kêu này, ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Không thèm bận tâm tiết kiệm linh lực, hắn vội nâng lên Quang Diệu Thuẫn Bài, đồng thời trồng lên thủ hộ ban ân và niềm tin. Quang Diệu Thuẫn Bài có thể ngăn cản hầu hết hiệu quả bất lương đến từ hắc ám và vong linh ma pháp. Trượng Khô Lâu chỉ hướng mặt đất, bỗng chốc vô số đại quân khô lâu vỡ nát, những xương cốt màu đen lấy tốc độ kinh người dung hợp cùng một chỗ, dần thành hình một con khô lâu đen cực kỳ to lớn, Khô Lâu Vương. Sinh vật phong linh triệu hoán loại hình tổ hợp mạnh vô cùng, thân thể cao hơn 3 mét, tay phải cầm một cốt đao dài tới 2 mét, mạnh vung một cái, to lớn cốt đao chém tới nơi Long Hạo Thần đứng. Không tốt, Long Hạo Thần không dám tiếp tục canh giữ trong động. Nếu để cốt đao chém trúng động, có khả năng khiến bên trong sụp đổ, như vậy hắn sẽ bị chôn sống. Tiến lên, ngừng bước, dùng thần ngự khiên. Động tác của Long Hạo Thần cực kỳ mau lẹ, quang mang Quang Diệu Thuẫn Bài cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của cốt đao. Âm thanh va chạm mạnh vang lên, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân dường như sắp gãy, máu dâng trào, lực chấn động mạnh mẽ khiến trên mặt Quang Diệu Thuẫn Bài xuất hiện vết rạn hầu như xuyên thủng, lực lượng quá mạnh, cho dù có thần ngự khiên, lúc này Long Hạo Thần bắt mũi miệng chảy ra máu tươi, có thể thấy màu đen Khô Lâu Vương mạnh cỡ nào. Đất đá dưới chân hắn lún sụp, nếu không phải tu vi của hắn đột phá ngũ giai, lại thêm vào Hào Nguyệt tiến hóa giúp thân thể hắn cũng biến đổi, sợ rằng lúc này đã ngất xỉu. Vung lên hỏa kiếm bên tay trái, quang trảm kiếm, một đạo hỏa diễm quang mang vàng mạnh chém vào thân thể Khô Lâu Vương. Gào, Khô Lâu Vương nổi giận gầm lên, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, uy lực của quang trảm kiếm với nó mà nói không đáng bận tâm, nhưng trên đó bao lấy quang minh chúc phúc lại khiến người nó bốc khói trắng, chịu đựng đau nhức vô cùng. Thi Vu trên không trung mắt lửa nhấp nháy, Trượng Khô Lâu vung, đại quân khô lâu đồng loạt vọt tới chỗ Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu đen từ pháp trượng bắn ra rơi vào thân thể Khô Lâu Vương, bỗng chốc xương cốt của Khô Lâu Vương càng biến đen, mơ hồ phát ra ánh huỳnh quang, khí thế mạnh đến mức khiến Long Hạo Thần động tác hơi chậm, hắc cốt đao mạnh chém xuống đất. Long Hạo Thần dùng hỏa kiếm dẫn dắt giảm bớt sức nặng mới dễ dàng né tránh, nhưng thân thể bị lực lượng của hắc cốt đao đánh ngã sang bên, toàn thân lăn trên đất một vòng, lập tức bật người dậy, gầm lên, ta liều mạng với ngươi. Giữa không trung, khuôn mặt tiểu tụy của Thi Vu xuất hiện tia khinh thường. Tuy trên người nhân loại kia có quang minh chúc phúc khiến ông ta thấy sợ hãi, nhưng dù sao hắn còn chưa đủ mạnh, không thể uy hiếp đến ông ta. Khô Lâu Vương thật sự quá mạnh, trước đợt tấn công của nó, Long Hạo Thần chỉ có thể toàn lực nghĩ cách né tránh, căn bản không dám lần nữa cứng đối cứng. Mà lực công kích của hắn chỉ có mỗi quang minh chúc phúc là có tác dụng sát thương, huống chi Long Hạo Thần đã nhìn thấy có Khô Lâu xông vào trong động, sắc mặt càng khẩn trương, không ngừng muốn đối chiến với Khô Lâu Vương, nhưng mỗi lần đều khuất phục trước sức mạnh cường đại. Thi Vu đã không thèm nhìn Long Hạo Thần nữa. Khô Lâu Vương giết chết hắn chỉ là vấn đề thời gian, mắt ông ta nhìn chăm chú trong động, lửa ma chơi nhấp nháy tựa hồ hiện ra cảm xúc bất an lo sợ, đó chính là Austin Grip In, chính mình có năng lực giết nó không? Nếu có thể đánh chết nó, hấp thu huyết mạch của nó, như vậy ta sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần? Có phải hay không trở thành một Austin Grip In khác? Khi đó, có lẽ ta có năng lực dựa vào ý muốn xuyên qua thế giới nào đó. Trong lúc Thi Vu thấp thỏm cứ liếc trong động, đột nhiên một lực hấp dẫn cực mạnh khiến thân thể ông mất cân bằng rơi hướng sườn núi. Hả, có chuyện gì thế này? Thi Vu kinh hãi, tiềm thức nhìn thân thể mình, không biết khi nào thì một quang mang trắng không có chút xíu năng lượng dao động quấn thân thể ông ta. Vì quang mang trắng này, thoạt nhìn rất vô hại, nhưng lực kéo khá mạnh, không tốt, nháy mắt sợ hãi ngập đầu. Nhưng ông ta đã không còn cách thay đổi, hai quang mang vàng kim chói mắt đồng loạt phóng ra từ thân thể Long Hạo Thần. Thánh quang cháo lần thứ ba trong linh quang bao tay, thêm vào hỏa kiếm cắm trên đất bày ra thăng thiên trận, cứng rắn chống đợt tấn công lần nữa của Khô Lâu Vương, thuộc tính quang minh nồng đậm khiến Khô Lâu Vương dưới chân lảo đảo, mà kiếm quang trên tay phải. Long Hạo Thần rốt cuộc xuất thủ, nàng chú nhất trịch, kỹ năng ngũ giai của chừng giới kỵ sĩ, thánh kiếm, kỹ năng ngũ giai của chừng giới kỵ sĩ. Thánh kiếm là đã chuẩn bị từ sớm, còn nàng chú nhất trịch là kỹ năng Long Hạo Thần học được sau khi đột phá ngũ giai, giải một đạo phong ấn của nhẫn truyền thừa. Kiếm quang hóa thành một luồng quang mang trắng chói mắt thẳng hướng Thi Vu, không, Thi Vu thê lương cầm giống, từ thân thể bạo phát một đoàn quang mang xanh đậm. Muốn ngăn cản hào quang thánh kiếm, nhưng thuộc tính quang minh thần thánh khắc chế vong linh sinh vật. Thánh kiếm là Long Hạo Thần đè nén đã lâu, hơn nữa còn là sau khi sử dụng bạo linh đan, làm sao dễ dàng bị chặn, nếu hai người cách hơn 25 mét, có lẽ Long Hạo Thần một kiếm không đủ giết Thi Vu, nhưng hiện tại khoảng cách hai người không tới 10 mét, thánh kiếm nàng chú nhất chỉ tốc độ quá nhanh. Không hề cho Thi Vu có thời gian phát động kỹ năng phòng ngự cường đại,
Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.